Anh ơi, đây em chọn cho anh ba cái cây trậu hồng cổ Sapa, nhiều răm cành, thế nhà em mới tỉa xén nên là nhiều răm cành rất là đẹp. Còn đâu cây đẹp lắm. Đây hoa của nó màu đậm này. Đó, đây là bông hoa của nó. Trong ba cây thì em bưng nhất cái cây này luôn. Sau rồi đến cái cây này, cây này to. Sau đến cây này. Đấy. Còn trong đằng này cũng có vài cây nữa. Nhưng mà ba cái chậu kia là anh cân nhắc là sẽ đẹp hơn đấy ạ. Đây, hoa rất đẹp luôn. Thế còn cái bông hoa mà anh nói thì em nghĩ nó là cây hồng đào anh ạ. Đây, nụ và hoa của nó đây. Hoa này quanh năm, đây là cây hoa hồng ta cho nên rất là khỏe đẹp. Ngoài ra thì còn có dòng cả, nhưng mà anh bảo anh có màu đỏ rồi, anh không, cổ Huế này cũng đẹp anh ạ, cũng sai hoa và hoa ta cho nên là nó rất là dễ dễ sống. Còn cái chậu hồng đào em chọn cho anh thì đây. Đây em chọn ra ngoài này cho anh một cái chậu hồng đào rất đẹp. Tán cành đẹp. Đấy. Xài hoa lắm, cái bọn này nụ rất là nhiều luôn, hoa sai. Để anh ưng thì em gửi chính xác cái chậu này nhé. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây hoa hồng, hồng ta các loại luôn thì vui lòng alo ạ, 097 797 3535 ạ. Cảm ơn bạn.